chí quốc tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu tốt trước Mỹ. Theo đánh giá của báo giới quốc tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu tốt dù thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân tại bảng E World Cup 2023 diễn ra sáng 22 tháng 7. Theo đánh giá của tờ Star New Zealand, Mỹ đã có một khởi đầu thắng lợi để theo đuổi danh hiệu World Cup nữ lần thứ 3 liên tiếp nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Tờ báo này cho biết đội tuyển nữ Mỹ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn khi chỉ ghi được 3 bàn thắng sau gần 30 cú sút về phía khung thành đội tuyển nữ Việt Nam trước 41.107 khán giả tại sân Eden Park ở Auckland. Alex Morgan đã bị cản phá được một quả phạt đền vào cuối hiệp 1 nhưng cú đúp của Sophia Smith đã đảm bảo cho họ khởi đầu thuận lợi trước giờ nghỉ giải lao. Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều so với khi họ để thua 0-2 trước New Zealand trong trận giao hữu 2 tuần trước, thể hiện một màn trình diễn đầy tinh thần và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trên sân, tờ Star nhận định về đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tờ này cho biết đội tuyển nữ Mỹ không tạo được thế trận như họ mong muốn, với những pha chạm bóng đầu tiên đều gặp khó trước sự áp sát của các cầu thủ Việt Nam. Mỹ kết thúc hiệp 1 với 16 cú sút không trúng đích và có cảm giác hàng công của họ không đạt được phong độ cao nhất. Các bàn thắng của Mỹ được ghi do công của Sophia Smith phút thứ 14 và 45-7 và Lindsay Horan phút 77. Tuy nhiên, đương kim vô địch phần nào gặp khó trước hàng thủ số đông và bọc lót tốt của Việt Nam. Trong khi đó, kênh CBS của Mỹ viết đã có những sự lo lắng ở đầu trận khi cả đội gặp khó khăn trong việc kết nối các đường truyền. Có lẽ là do đội hình xuất phát với nhiều nhân tố mới không thường xuyên chơi cùng nhau. Tuy nhiên, những gương mặt mới trong đội đã có màn trình diễn tốt. Đội đã phần nào thất vọng khi không ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng đó là chiến thắng mà họ cần để khởi đầu giải đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.